Độ giàu khủng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mua cho anh chị em mỗi người căn nhà. Vũ Luân là một trong bốn người con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Trong suốt những ngày diễn ra tang lễ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, Vũ Luân cùng gia đình luôn túc trực bên linh cữu, cùng mọi người lo tang lễ cho cha nuôi Chu Toàn. Mối lương duyên giữa Vũ Luân và cố nghệ sĩ Vũ Linh giống như được xe từ kiếp trước để họ trở thành cha con. Bởi khi phát hiện có một cậu bé rất giống mình từ ngoại hình đến giọng hát, Vũ Linh đã đến tận nhà xin phép gia đình được nhận Vũ Luân làm con nuôi. Cũng vì sự giống nhau quá sức tưởng tượng ấy mà Vũ Luân bị đồn là con rơi của nghệ sĩ Vũ Linh. Chuyện đời của Vũ Luân không chỉ kỳ lạ từ giai thoại ấy mà còn nhiều câu chuyện thú vị khác. Giúp bầu sâu mua đất, sắm tàu, mua cho anh chị em mỗi người căn nhà. Vũ Luân sinh năm 1972 là học trò nghệ sĩ Bạch Long. Anh được thầy tập cho rồi thành kép chính, bởi vậy con đường vào nghề của Vũ Luân dường như không phải trải qua khó khăn gì. Vừa bước chân vào nghề, Vũ Luân đã trở thành hiện tượng vì quá giống ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cả về ngoại hình cũng như giọng hát. Cùng với sự dìu dắt của nghệ sĩ Bạch Long, Vũ Luân sớm tỏa sáng và trở thành cái tên bán vé của giới mộ điệu cải lương. Thời hoàng kim của cải lương vào cuối thập niên 90, Vũ Luân nổi tiếng không thua gì cha nuôi. Có lần, Vũ Luân được mời đi hát ở Phú Quốc. Thời đó, người dân ở đảo gần như không được đi xem văn nghệ bao giờ nên khi có đoàn cải lương về, họ thích đến nỗi, đoàn dự định diễn 2 đêm thì đã phải diễn tới 10 đêm, mỗi đêm diễn có tới 7.000, 8.000 người xem. Mỗi đêm diễn, các xê của Vũ Luân lên tới 4, 5 triệu đồng trong khi vàng chỉ có 3, 4 triệu một cây. Hát diễn ở đảo thì mặc nhiên, lương gấp đôi. Vậy là một đêm diễn, Vũ Luân được tới 10 triệu đồng, tương đương 2 cây rưỡi, 3 cây vàng. Vũ Luân từng kể, hồi đó các xê nhiều lắm. Hát mệt thật nhưng lúc nhận tiền thì rất sướng, một vali đầy nhóc. Tiền nhiều quá, để khách sạn thì không yên tâm nên hát xong tôi thường cho người đi mua vàng về trữ. Tôi mua vàng nhiều tới nỗi chủ tiệm vàng biết mặt. Nghệ sĩ ngày đó chưa biết gửi tiền vào ngân hàng cũng không có két sắt nên đều trữ vàng tại nhà trong các tủ gỗ. Tủ tivi của nhà tôi lúc đó có mấy hộp ngăn kéo để đầy vàng. Nhờ ơn tổ nghiệp cho hào quang quá lớn nên Vũ Luân cũng hết lòng hỗ trợ bầu sâu nghèo. Cái tên Vũ Luân giúp bầu sâu kéo được khán giả tới xem rất đông, đặc biệt là ở đoàn tỉnh. Vũ Luân từng hát tăng cường cho đoàn Đất Mũi ở Cà Mau suốt 3 năm trời. Thời điểm đó, các xê của Vũ Luân là 4 triệu đồng một đêm. Để đưa được Vũ Luân về đoàn, bầu sâu đã phải đi vay mượn khắp nơi 2 triệu đồng đưa trước cho anh. Khi Vũ Luân xuống đoàn, nghe kể lại, anh rất thương nên ở lại hát vài năm cho đoàn. Nhờ vậy, đoàn bán được rất nhiều vé, đời sống của anh em nghệ sĩ trong đoàn Đất Mũi được cải thiện rất nhiều. Còn bầu sâu thì mua được mấy miếng đất, sắm cả tàu lớn. Trước đó, đoàn di chuyển bằng thuyền nhỏ. Vì biết ơn Vũ Luân, trưởng đoàn khi mua được tàu lớn đã để tên tàu là Vũ Luân. Bản thân Vũ Luân giàu có nhờ đi hát nên cũng sắm cho các anh chị em ruột trong nhà mỗi người một căn nhà trị giá hàng trăm cây vàng. May mắn là tổ nghiệp thương nên cho tôi làm được những việc mình mơ ước. Hát là niềm đam mê của tôi. Tối tối được đi hát là tôi vui. Chẳng bao giờ quan tâm xem mình được bao nhiêu tiền vì có một người cô chuyên đi theo để làm việc với bầu sâu. Cho tới một ngày ngồi nhìn lại, thấy mình quá nhiều vàng mới nghĩ sao mình có nhiều tiền thế, vậy là tôi đi mua nhà cho 2 ông anh, một bà chị và một cô em gái. Mỗi căn nhà lúc đó khoảng 70 đến 100 cây vàng. Có lẽ vì mình kiếm tiền dễ quá nên tôi mua nhà cho anh chị em cũng dễ như người ta mua cái bánh, Vũ Luân từng kể. Hai lần tình duyên dang dở, độc thân ở tuổi 51. Tuy sự nghiệp rực rỡ như thế nhưng Vũ Luân đến giờ vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi 51. Anh cũng từng trải qua vài mối tình nhưng đều không trọn vẹn. Hồi chưa đi hát, Vũ Luân quen một cô gái nhưng khi vào nghề, anh thấy mình yêu nghề hơn nên tạm biệt tình yêu trai gái để dành trọn cho đam mê nghệ thuật. Vừa đẹp trai vừa nổi tiếng lại hát hay nên Vũ Luân trở thành chuẩn soái ca trong mắt các cô gái 7X, 8X thời bấy giờ. Nhưng trái tim anh chỉ bị lỗi nhịp bởi một người, cũng là bạn diễn ăn ý với anh trên sân khấu cải lương. Nhiều khán giả sau này vẫn nhầm tưởng đó là nghệ sĩ Tâm Tâm bởi cô từng lên báo chia sẻ về chuyện tình lãng mạn của mình với Vũ Luân nhưng anh thì khẳng định, người anh thương là một người khác. Kể về chuyện tình này, Vũ Luân nói, hồi đó, tôi và một cô bạn diễn thương nhau. Chúng tôi quen khổ lắm, bị áp lực của khán giả nên không đến được với nhau. Xung quanh cô ấy và xung quanh tôi đều có những người nói ra nói vô cuộc tình đó. Thậm chí, fan bị đặt ra những câu chuyện tưởng như là thật để đôi bên hiểu lầm nhau. Cũng bởi vậy mà cuộc tình tan vỡ. Sau này, khi đã đường ai nấy đi, chúng tôi mới biết chuyện nhưng mọi thứ đã xong hết rồi. Giờ hai người giữ tình bạn tốt dành cho nhau. Như thế có khi cũng là một nhân duyên tốt vì khi diễn cảnh yêu đương mùi mẫn trên sân khấu, khán giả mới thương. Lấy nhau rồi, có khi lại không còn đẹp nữa. Sau cuộc tình ấy, Vũ Luân phải mất rất lâu sau mới mở lòng đón nhận một người con gái khác.
Cô ấy kém anh gần 20 tuổi, là tiểu thư con nhà giàu có, thế lực ở Sài Gòn. Cô ấy cũng là một khán giả ái mộ anh. Vũ Luân bảo, anh và bạn gái rất hợp nhau. Dù là con nhà giàu, tiểu thư khuê các nhưng bạn gái anh không chảnh, thậm chí rất hiền và ngoan. Mỗi lần anh đi tỉnh hát, người yêu muốn đi cùng nhưng chỉ cần anh bảo ở nhà là cô như con mèo ngoan ngoãn vâng lời, không dám đòi theo nữa. Không phải Vũ Luân ngại gì, anh biết đi tỉnh cực. Anh sợ cô chịu không nổi. Và anh cũng không muốn người yêu vất vả. Yêu đến thế, thương đến thế. Vậy mà Vũ Luân vẫn quyết định chia tay vì gia đình người yêu không muốn anh tiếp tục nghề hát mà làm kinh doanh. Anh kể, gia đình cô ấy áp đặt tôi vào công việc kinh doanh của họ. Họ in sẵn các với chức danh giám đốc bằng tên thật của tôi. Họ đặt công ty ở Hà Nội và muốn tôi ra đó làm việc. Dù không nói thẳng nhưng động tác đó chính là muốn cắt đứt con đường đi hát của tôi. Khi tôi từ chối không nhận, gia đình giận và cấm không cho hai đứa quen nhau. Dù gia đình cấm cản nhưng hai người vẫn lén lút gặp nhau nhưng rồi vẫn phải chấm dứt cuộc tình này vì không muốn người yêu bỏ nhà theo mình. Tôi quyết tâm chia tay. Cô ấy tới nhà tôi đóng cửa không tiếp. Cô ấy buồn khóc rất nhiều nhưng tôi buộc phải làm vậy. Vì chỉ có cách đó, hai đứa mới chấm dứt được. Sau khi chia tay, tôi cũng qua nước ngoài để quên đi mọi thứ. Đã 11 năm trôi qua, Vũ Luân vẫn sống một mình. Dẫu đôi lúc mỏi mệt thì dường như Vũ Luân như đã quen với cuộc sống cô đơn này nên anh bình thản chấp nhận và hạnh phúc với thực tại. Vũ Luân, tôi độc thân nhưng không cô đơn. Ở tuổi 51, khi không có show, nghệ sĩ cải lương Vũ Luân lái xe cùng bạn bè rong ruổi Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu. Vũ Luân cho biết được không ít khán giả quan tâm cuộc sống riêng, lo anh lẻ loi sau ánh đèn sân khấu, nhất là khi mẹ diễn viên đã qua đời. Tuy vậy, nam diễn viên hài lòng cuộc sống hiện tại. Anh nói, lịch làm việc thường kín nên tôi không có thời gian để buồn hay cô đơn. Những gì tôi có được hôm nay đều do tổ nghề đãi. Cho nên, tôi luôn muốn tận dụng khoảng thời gian còn sức khỏe để dành tâm huyết cho nghệ thuật, đền ơn tổ nghiệp và góp phần truyền lửa nghề cho các diễn viên trẻ. Hơn 30 năm gắn bó cải lương, Vũ Luân nói anh thấy may mắn vì nhận được nhiều tình cảm thương yêu của khán giả, nhất là các khán giả lớn tuổi. Có người xem Vũ Luân như con cháu, gặp chuyện buồn phiền đều tìm đến tâm sự như người nhà. Nghệ sĩ nhớ nhất lần anh lưu diễn ở Mỹ, một khán giả bệnh thập tử nhất sinh mà vẫn chờ dịp xem anh diễn lần cuối. Với tôi, đó là những món nợ ân tình không thể nào quên, anh cho biết. Ngoài biểu diễn, điều hành công ty riêng, Vũ Luân còn dành thời gian hoạt động từ thiện. Đợt dịch, anh cùng đồng nghiệp, bạn bè tặng 10.000 khẩu trang cho bệnh nhân các bệnh viện 115, Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm của anh cũng đến thăm các cụ già neo đơn ở Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn và Chùa Diệu Pháp Nhân Mù Vu Lan. Anh nói, tôi muốn hồi hướng công đức này cho mẹ tôi để ở một nơi nào đó bà có thể mỉm cười khi thấy con trai sống và làm nghề một cách tử tế. Nam nghệ sĩ hy vọng sắp tới có thể lập một nhóm từ thiện để cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hơn 30 năm gắn bó cải lương, Vũ Luân nói anh thấy may mắn vì nhận được nhiều tình cảm thương yêu của khán giả, nhất là các khán giả lớn tuổi. Có người xem Vũ Luân như con cháu, gặp chuyện buồn phiền đều tìm đến tâm sự như người nhà. Nghệ sĩ nhớ nhất lần anh lưu diễn ở Mỹ, một khán giả bệnh thập tử nhất sinh mà vẫn chờ dịp xem anh diễn lần cuối. Với tôi, đó là những món nợ ân tình không thể nào quên, anh cho biết. Ngoài biểu diễn, điều hành công ty riêng, Vũ Luân còn dành thời gian hoạt động từ thiện. Đợt dịch, anh cùng đồng nghiệp, bạn bè tặng 10.000 khẩu trang cho bệnh nhân các bệnh viện 115, Nhi Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm của anh cũng đến thăm các cụ già neo đơn ở Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn và Chùa Diệu Pháp Nhân Mù Vu Lan. Anh nói, tôi muốn hồi hướng công đức này cho mẹ tôi để ở một nơi nào đó bà có thể mỉm cười khi thấy con trai sống và làm nghề một cách tử tế. Nam nghệ sĩ hy vọng sắp tới có thể lập một nhóm từ thiện để cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tuyên chuyến cực căng với ca sĩ HB cháu gái Vũ Linh. Trước đó, phía HB đã gửi đơn đề nghị về việc xem xét hành vi ứng xử của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đến Ban chấp hành Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 6 năm 2023. Nguyên nhân từ việc Vũ Luân đã cùng Hồng Loan lên mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói về chuyện tiền bạc sau đám tang và lùm xùm hợp đồng truyền thông YouTube với BH Media. Nghệ sĩ Vũ Luân bức xúc lên tiếng khi bị chỉ trích suốt 2 tháng trời. Việc đem truyền thông vào đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh để trục lợi trên kênh YouTube cá nhân. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết cá nhân anh, Hồng Loan cùng Bình Tinh không biết đến bản hợp đồng truyền thông mà Hồng Phượng chính là người đứng ra ký kết, nhưng lại không lên tiếng. Về phía Hồng Phượng sau đó đưa ra lời giải đáp. Cô cho biết bản hợp đồng này được ký kết dựa trên việc bảo vệ hình ảnh, thông tin liên quan đến tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không có trường hợp dựa vào đây để kinh doanh hay kiếm tiền.
nhưng doanh thu đối soát tháng 3 mang về là 89 triệu. Sau đó em gái Vũ Linh là nghệ sĩ HN mẹ của HB đã gửi đơn kiện Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh để tranh chấp tài sản thừa kế. Giữa ồn ào kiện tụng xảy ra, dòng chia sẻ ẩn ý của Vũ Luân con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vừa chia sẻ dòng trạng thái như sau. Gương mặt tỏ vẻ đáng thương. Cộng đồng mạng đang trông chờ một điều gì đó cho rõ ràng, minh bạch. Nhưng không kèm theo đó là sự hăm dọa tỏ vẻ như mình bị oan ức. Khi sự việc quá rõ ràng lại định đánh tráo khái niệm chuyển bại thành thắng. Bạn chơi luật thì sẽ nói chuyện với bạn bằng luật pháp. Bạn dùng tình cảm thì sẽ nói chuyện bằng tình cảm với bạn. Cho bạn một lời khuyên, ở đời thất bại nhất là không biết mình sai ở đâu. Dòng chia sẻ này của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Đặc biệt là trong lúc gia đình của ba nuôi là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang vướng phải nhiều ồn ào. Chính vì vậy mà dù không đích danh chỉ tên ai, thì nhiều người vẫn đoán được dòng trạng thái của anh là đang muốn nhắn nhủ tới ai. Trước đó, tại lễ 100 ngày vừa qua của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại Pháp, Vũ Luân đã gửi lời nhắn đến ba nuôi, ba ơi bình yên về đất Phật nhé. Còn Vũ Luân, Bình Tinh, Hồng Loan mãi là những đứa con yêu thương của ba. Con sẽ làm tất cả để bảo vệ tên tuổi của ba. Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh con sẽ bảo vệ gia đình Hồng Loan như một lời hứa với người em gái và hương linh của ba nơi chín suối. Cháu gái Vũ Linh hẹn ngày tổ chức họp báo đối chất với Hồng Loan. Cảnh báo đã gửi đơn tố cáo những người có hành vi vu khống đến cơ quan chức năng. HB vừa phải rời khỏi ngôi nhà của cậu năm. Cái nơi mà B cùng với mẹ B đã gắn bó gần 2 năm rồi. Sau dịch thì cậu năm thấy là có quá nhiều biến cố trong cuộc sống. Thì cậu năm mới muốn là B cùng với mẹ về nhà ở với cậu. Để cho gia đình gắn bó sum vầy với nhau hơn. Trước tiên thì HB xin gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị. Vì những chuyện lùng xùm của gia đình trong thời gian qua. Và đó là cái điều mà gia đình hoàn toàn không mong muốn. Nó cũng gây đến ảnh hưởng rất là nhiều. Và rất là tệ đến công việc cuộc sống và gia đình của HB. Cho nên là thời gian sắp tới đây sẽ có một buổi họp mặt các anh chị em bên báo chí. Bên phóng viên để mà chia sẻ rõ ràng những thông tin. Giải đáp những thắc mắc của tất cả mọi người. Bởi vì hiện tại bây giờ vẫn còn trong 100 ngày của cậu. Cho nên là HB muốn giữ trọn tình cảm tình nghĩa và sự tôn trọng đối với hương linh của cậu Nam Vũ Linh. Như mọi người đã biết thì hiện nay HB cùng với gia đình đang bị mạng xã hội tấn công rất là dữ dội. Cố tình nói những câu ác ý và không có thật. Cho nên là Phượng đã gửi thư đến các cơ quan báo chí để trình bày về quan điểm của mình. Thông qua đó HB cũng đã lập vi bằng các tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục bôi nhọ vu khống và triệt hạ danh dự của HB. Đã gửi đơn tố cáo hành vi về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự và hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của các Facebooker, TikToker, các cá nhân tham gia trên mạng xã hội đến các cơ quan như Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở và Bộ Thông tin Truyền thông. Lúc sinh thời cậu rất mong muốn HB được nối nghiệp gia đình và đi theo nghề của cậu, mà khi sự việc xảy ra như vậy đã làm ảnh hưởng đến tinh thần công việc và con đường hoạt động nghệ thuật của HB. Đó là một điều rất đáng buồn. Buổi chia sẻ sắp tới HB sẽ minh bạch giải đáp được những thắc mắc của tất cả quý vị, cũng như là sẽ giải mật một số việc mà mọi người rất quan tâm. Và cảm ơn tất cả mọi người vì tình thương dành cho cậu Nam Vũ Linh. Mong rằng mọi người đừng vội phán xét đúng sai. Hy vọng là thời gian sắp tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ HB và theo dõi những thông tin sẽ chia sẻ cùng với mọi người.